chạm mốc 999k tinh hoa lam, người chơi thẳng thắn chỉ rõ sự vô dụng của vật phẩm này. Trong Liên Minh, có hai loại tiền tệ được lưu hành, chính là RP và tinh hoa lam. Đối với RP, người chơi có thể sở hữu bằng cách nạp thẻ qua các cổng nạp của game, còn tinh hoa lam sẽ có được qua các trận đấu, sự kiện hoặc nhiệm vụ. Ngoài ra, người chơi có thể kiếm tinh hoa lam bằng việc quy đổi mảnh tướng nếu đã sở hữu tướng đó. Tuy nhiên, tinh hoa lam vẫn quá dễ kiếm so với RP. Đối với những game thủ kỳ cựu đã chơi Liên Minh từ những ngày đầu thì việc tích lũy lượng lớn tinh hoa lam là chuyện khá dễ dàng. Thậm chí từng có không ít người đã đạt mốc 999.999 tinh hoa lam. Khi đó số tinh hoa lam sẽ không tăng lên nữa, nhưng người chơi vẫn có thể nhận thêm nếu tiến hành quy đổi mảnh tướng. Mới đây, một người chơi đã đạt mốc 999k tinh hoa lam và quyết định đăng đàn nhờ cộng đồng góp ý cách sử dụng số vật phẩm này. Nhiều ý kiến đã được đưa ra nhưng phần lớn đều nhận định tinh hoa lam đang ngày càng trở nên vô dụng. Một người cho biết, mỗi năm Riot chỉ ra khoảng 3-4 tướng mới thôi, cứ cho giá các tướng đều ở mốc cao nhất 6.300 đi thì chỉ mất hơn 25k tinh hoa lam là chúng ta đã sở hữu đủ các tướng ra mắt trong năm. Như vậy, số còn tồn đọng vẫn là quá lớn. Có thể nói, tinh hoa lam vẫn là vật phẩm cần thiết cho người chơi, nhưng đó là khi họ không có nhiều thời gian chơi nhưng vẫn muốn sở hữu đầy đủ tướng. Có lẽ trong tương lai, Riot cần bổ sung thêm công dụng của đơn vị tiền tệ này để tránh người chơi phải nạp tiền quá nhiều, trong khi một loại tiền tệ khác thì lại không có bất kỳ chức năng nào khác ngoài trang trí.